Lệ Rơi sau 10 năm nổi tiếng, từng định xuất gia, tâm sự bất ngờ về chuyện tình cảm. Năm 2014, cái tên ca sĩ Lệ Rơi xuất hiện trên mạng xã hội với những bản cover bị đánh giá là thảm họa. Dù ngoại hình khiêm tốn, giọng hát phô ngang, không đúng nhạc, nhưng Lệ Rơi lại gây sốt. Chỉ sau một đêm, Lệ Rơi trở nên nổi tiếng, anh nông dân trồng ổi xuất hiện khắp trên các phương tiện truyền thông báo chí. Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 ở xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sau khi trở thành hiện tượng mạng, Lệ Rơi được săn đón. Tưởng chừng chàng trai ấy chỉ có ý định hát cho vui, nhưng không ngờ Lệ Rơi thực sự muốn lấn sân vào showbiz. Anh đóng phim, đi diễn, tham gia game show. Năm 2015, Lệ Rơi nam tiến để phát triển sự nghiệp. Anh hợp tác mở công ty truyền thông giải trí, mở quán bún chả, vân vân. Chàng trai quê Hải Dương còn nhờ giao kéo để tân trang diện mạo. Tham vọng chẳng những không thành, Lệ Rơi còn ôm cả đống nợ. Anh quyết định bỏ lại tất cả, trở về quê sinh sống, lại là anh nông dân trồng ổi năm nào. Đã 10 năm trôi qua, Lệ Rơi của hiện tại là một người đàn ông trưởng thành, trưởng chạc hơn rất nhiều. Chia sẻ trên VTC News, Lệ Rơi cho biết anh hiện là nhân viên phòng nhân sự của một công ty ở gần nhà. Công việc và thu nhập khá ổn, Lệ Rơi có thời gian trau dồi học hỏi thêm. Những năm gần đây, Lệ Rơi thích làm thơ và hay nói chuyện bằng thơ. Khi rảnh rỗi, anh đọc sách, tu tập để hoàn thiện bản thân. Ca sĩ mạng Đình Đám năm nào tâm sự, từ khi trở về quê, anh ít quan tâm đến mạng xã hội. Lệ Rơi chỉ theo dõi Quang Linh Vlog vì có những hành động ý nghĩa, mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Nói về câu chuyện bản thân, Lệ Rơi bộc bạch, sự nổi tiếng và tai tiếng của mình ngày ấy có một phần do anh là nạn nhân của truyền thông bẩn. Tôi từng chia sẻ rằng bản thân rất buồn, hổ thẹn vì chính mình, vì những hành động của tôi đã khiến nhiều bạn trẻ suy nghĩ lệch lạc, học theo để gây chú ý trên mạng xã hội, không đem lại giá trị thiết thực gì cho cuộc sống. Lệ Rơi thẳng thắn thừa nhận. Sau khi Nam Tiến thất bại, Lệ Rơi trở về vẫn có nhiều người muốn hợp tác, nhưng anh đều từ chối. Hiện tại, chỉ khi anh em thân thiết tổ chức sự kiện thì Lệ Rơi đến tham gia hỗ trợ. Chuyện cũ đã là quá khứ, Lệ Rơi giờ đây chọn cho mình một hướng đi khác. Hiện tượng mạng một thời nói thêm, 10 năm qua có nhiều điều anh cảm thấy hối hận, đó là việc để gia đình bị ảnh hưởng và làm lãng phí nhiều khoảng thời gian quý giá. Khoảng thời gian đó, đáng lẽ mình có thể dùng để trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, cuộc sống của mình hơn. Lệ Rơi nói, năm 2017, Lệ Rơi từng có ý định xuất gia, anh đã tu tập, ăn chay trường được 1 năm. Tuy vậy, thời điểm đó gia đình gặp biến cố, bản thân anh còn lăn tăn vì chưa làm tròn chữ hiếu nên gác lại ý định. Lệ Rơi vẫn đang độc thân, gia đình mong anh sớm yên bề gia thất, song Lệ Rơi cho rằng mọi chuyện còn phụ thuộc vào chữ duyên chứ không thể cưỡng cầu. Nhiều khi tôi cũng muốn lắm mà chưa có người nào muốn chung đường với mình, Lệ Rơi bộc bạch.